Trái kho đạn ở Crimea, 2.000 người sơ tán. Nga không kích dữ dội đánh úp Odessa do tranh ác liệt tại Donetsk. Anh nâng cấp kho vũ khí hạt nhân. Chủ tịch Tập Cận Bình gửi thông điệp rắn khi đặc phái viên khí hậu Mỹ thăm Trung Quốc. Lầu Năm Góc thừa nhận Triều Tiên sở hữu tên lửa có thể vươn tới Mỹ. Giới chức Crimea đã sơ tán hơn 2.000 cư dân sống gần thao trường quân sự ở quận Kirovsky sau khi đám cháy bùng phát tại khu vực này. Theo thống đốc Crimea, Sergei Asionov thông báo sẽ thành lập sở chỉ huy để ứng phó với tình huống khẩn cấp. Giới chức Crimea trước đó phong tỏa một phần tuyến đường cao tốc Tabrida đi qua khu vực này sau khi đám cháy bùng phát ở thao trường. Nguyên nhân dẫn tới vụ cháy và thiệt hại chưa được công bố. Kirilo Budanov, lãnh đạo tình báo quân đội Ukraine tuyên bố, nước này đã tiến hành chiến dịch thành công tại vùng Crimea và cho rằng giới chức Nga đang che giấu mức độ nghiêm trọng của vụ cháy. Bộ Quốc phòng Nga hiện chưa bình luận về thông tin trên. Cập nhật diễn biến nóng về tình hình chiến sự tại Ukraine Theo giới chức nước này thông báo, vào dạng sáng nay ngày 19 tháng 7, Nga đã tiến hành cuộc không kích vào thành phố cảng Odessa ở miền nam Ukraine trong đêm thứ hai liên tiếp. Oleg Kiper, thống đốc tỉnh Odessa cho biết, các hệ thống phòng không đã được kích hoạt nhằm đẩy lùi trận tập kích của Nga. Giới chức Odessa kêu gọi người dân tìm nơi trú ẩn. Người phát ngôn của lực lượng phòng không Ukraine, Shahi thông báo, các tên lửa hành trình Kalib đã được phóng từ Biển Đen. Theo hãng tin TASS, một loạt vụ nổ mạnh đã được nghe thấy ở thành phố Odessa từ 1 giờ 05 phút đến 1 giờ 07 phút theo giờ địa phương. Ngay sau đó, các nhân chứng nói rằng những tiếng nổ lớn cũng vang lên gần cảng Chernomorsk, cách Odessa không xa, Giới chức Ukraine xác nhận thành phố Odessa liên tiếp hứng chịu các cuộc không kích của Nga trong hai ngày qua. Cảnh báo không kích đã được ban bố tại Odessa và một số khu vực khác của Ukraine. Nhiều vụ nổ lớn đã được ghi nhận tại một số thành phố của Ukraine vào giáng sáng nay. Theo hãng tin TSN của Ukraine, nhiều tiếng nổ đã vang lên ở thành phố Kharkov. Theo hãng tin Oches Venonia cho biết, các vụ nổ cũng làm dung chuyển thành phố Zaporizhia vào khoảng 2 giờ sáng nay. Các khu vực lân cận do Ukraine kiểm soát cũng xuất hiện những tiếng nổ tương tự. Thị trường Kiev Vitaly Klitschko cho biết các vụ nổ đã được nghe thấy ở thủ đô Kiev và khu vực xung quanh Kiev vào dạng sáng nay khi lực lượng phòng không Ukraine tấn công các mục tiêu phía trên thành phố. Cảnh báo không kích cho khu vực đã được đưa ra lúc 4 giờ 41. Quan chức Kiev xác nhận những âm thanh của vụ nổ được nghe thấy ở Kiev. Lực lượng phòng không đang triển khai hoạt động. Các vụ tập kích diễn ra chỉ hai ngày sau khi Nga cáo buộc Ukraine dùng hai xuồng tự sát để tấn công cầu Kursk, nối đất liền Nga với bán đảo Crimea. Vụ tấn công khiến hai người thiệt mạng, một nhịp cầu bị sệ xuống, giao thông gián đoạn. Báo cáo về tiến độ của hoạt động quân sự đặc biệt tại Ukraine, Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng vũ trang Ukraine tiếp tục tấn công ở các hướng Donetsk, Krasniliman và Nam Donetsk. Một kho đạn dược của Lữ đoàn 103 thuộc lực lượng phòng thủ lãnh thổ Ukraine đã bị phá hủy gần Koli Aroka, vùng Kharkov, Tổn thất của lực lượng Ukraine ở hướng trên là 65 quân nhân Ukraine, hai xe chiến đấu bọc thép, 3 xe cơ giới và một trạm radar phản pháo ANTPQ-50 do Mỹ sản xuất. Trên hướng Donetsk, nhờ các hành động phối hợp và tích cực của các đơn vị thuộc lực lượng giúp của Nga, cùng không quân và pháo binh, 12 cuộc tấn công của Ukraine đã bị đẩy lùi thành công. Ngoài ra, một khu vực tập trung nhân lực và khí tài của Ukraine đã bị tấn công gần Stupochka, Konstantinovka và Krasnoyar Donetsk, một kho đạn của lữ đoàn đổ bộ đường không Ukraine 79 đã bị phá hủy gần Krasnogorovka, Donetsk. Tổn thất của lực lượng Kiev ở hướng trên là 400 quân nhân, 2 xe chiến đấu bọc thép, 3 xe bán tải, một hệ thống pháo M777 do Mỹ sản xuất, 3 hệ thống pháo tự hành Krab do Ba Lan sản xuất, một hệ thống pháo tự hành Kvostika, hai hệ thống m lựu pháo, cũng như súng D-20 và D-30. Ở hướng Krasniliman, các đơn vị từ lực lượng Tersen cùng hàng không, pháo binh và hệ thống súng phun lửa hạng nặng đã đẩy lùi hai cuộc tấn công của Ukraine gần Chevonaya Dibrova và Makivka Lugansk. Và ra các đơn vị Ukraine đã bị tấn công gần Teni Donetsk, Chevonaya Dibrova, Kovalyovka và Kamazinovka Lugansk. Các hoạt động của một nhóm tấn công và trinh sát Ukraine đã bị chấn áp gần Kuzmino, Donetsk, Tổn thất của Ukraine ở hướng trên là 100 quân nhân, 2 xe chiến đấu bọc thép, 3 xe cơ giới, một hệ thống pháo tự hành Krab do Ba Lan sản xuất và hai khẩu pháo D-30. Ở hướng Nam Donetsk, lực lượng Vostok của Nga đã tấn công nhân lực và khí tài của Ukraine gần Uroszanoja, Donetsk và Periudnoja, vùng Zaporizhia. Ba cuộc tấn công của Ukraine đã bị đẩy lùi gần Vladimirovka và Uroszanoja, Donetsk. Theo hướng Zaporizhia, nhờ các hành động phối hợp của các đơn vị Nga, Ba cuộc tấn công của Ukraine đã bị đẩy lùi gần Novo Danilovka, vùng Zaporizhia. Ngoài ra, ba kho đạn của lữ đoàn cơ giới 23 và 33 của Ukraine đã bị phá hủy gần Malaya Tomashka và Upensnovka, vùng Zaporizhia. Tổn thất của Ukraine là hơn 200 quân nhân Ukraine, một xe tăng, hai xe chiến đấu bọc thép, bốn xe bán tải, một khẩu lựu pháo m và một khẩu súng D-44. Trên hướng Kherson, tổn thất của Ukraine lên tới 50 quân nhân, 4 xe bán tải, 2 pháo m và một hệ thống pháo tự hành Acacia. Các lực lượng Nga đã vô hiệu hóa 89 đơn vị pháo binh Ukraine tại các vị trí khai hỏa, cùng nhân lực và khí tài của họ ở 98 khu vực. Các cơ sở phòng không Nga đã bắn hạ 3 quả đạn phóng từ hệ thống HIMARS. Ngoài ra, tổng cộng 43 UAV Ukraine đã bị phá hủy trên các mặt trận miền Đông và Nam Ukraine trang Novosti vào sáng 19 tháng 7 đã công bố một video ghi lại hình ảnh máy bay không người lái UAV trinh sát Nga phát hiện xe phòng không 9K-33 OSA của Ukraine, triển khai trong khuôn viên một công xưởng gần thành phố Bakhmut, phóng tên lửa về phía mục tiêu bay không xác định. Lữ đoàn tấn công đường không số 83 của Nga hoạt động gần đó sau khi nhận được những hình ảnh do UAV trinh sát chuyển về, liền điều một chiếc UAV cảm tử Lancet tập kích khí tài đối phương đòn tấn công đã kích nổ số tên lửa trên xe OSA và khiến khí tài này nhanh chóng cháy rụi. Theo trang Military Today, 9K-33 OSA, tức ong bóc cày, là hệ thống tên lửa đất đối không chiến thuật tầm ngắn, được Liên Xô đưa vào biên chế từ năm 1972, chuyên tiêu diệt các mục tiêu bay ở độ cao thấp đến trung bình. OSA được trang bị tên lửa đất đối không 9M-33, nặng 126 kg, dài 3,2 m, đường kính 0,21 m, Tên lửa sử dụng đầu đạn phân mảnh với trọng lượng 20 kg, tốc độ tối đa khi bay của 9M33 là 1.020 m trên giây, với tầm hoạt động là 10 km. Theo trang quan sát quân sự của Mỹ tiết lộ, một phần ba số xe chiến đấu bộ binh Bradley mà Mỹ viện trợ cho Ukraine đã bị phá hủy. Ngoài mình, số xe này bị phá hủy chủ yếu do tên lửa từ trực thăng vũ trang Nga. Những thông tin trên được minh chứng bởi các nguồn tin từ phóng viên của tờ báo New York Times nhấn mạnh rằng lữ đoàn bộ binh cơ giới số 47 của Ukraine do phương Tây huấn luyện đã mất 30% số xe chiến đấu bộ binh Bradley chỉ trong vòng 2 tuần. Những hình ảnh đầu tiên về những chiếc Bradley bị tổn thất nặng nề trong chiến đấu, cùng với xe tăng Leopard 2A6 do Đức cung cấp, xuất hiện vào đầu tháng 6 vừa qua trên hướng mặt trận Zaporizhia. Đáng chú ý là những vũ khí bị quân Nga phá hủy, phần lớn là vũ khí đột kích, là phương tiện dẫn dắt và yểm trợ hỏa lực cho bộ binh trong các cuộc tấn công. Nhưng vũ khí mới của phương Tây được quân đội Ukraine nâng niu và chỉ trang bị cho các đơn vị tinh nhuệ như Lữ đoàn Bộ Binh Cơ Giới 47, sử dụng chiến thuật của NATO với nhiệm vụ là chọc thủng tuyến phòng ngự của Nga. Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, tướng Mark Milley, trong phát biểu mới đây cho rằng cuộc phản công của Ukraine còn lâu mới thất bại, dù tiến triển chậm hơn dự kiến. CNN đưa tin dẫn lời Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, tướng Mark Milley nói trong cuộc họp báo nhấn mạnh, Chiến dịch phản công của Ukraine bắt đầu khoảng 5 hoặc 6 tháng trước và các chiêu bài chiến tranh khác nhau đã được thực hiện. Tuy nhiên còn quá sớm để đưa ra đánh giá về những tiến triển, cho dù cuộc phản công đã bị chậm lại. Vì sao? Bởi vì đó là sự khác biệt giữa chiến tranh trên giấy tờ và chiến tranh thực sự. Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ nói thêm, chiến dịch phản công của Ukraine chưa thất bại, cảnh báo xung đột còn kéo dài và đẫm máu. Ông cho biết, lực lượng Ukraine trên chiến trường, mặc dù có những bước tiến nhất định, nhưng do buộc phải vượt qua những bãi mìn, chiến hào dày đặc dây thép gai của Nga để tấn công, nên họ thực sự mất nhiều binh sĩ. Vì vậy, các đơn vị Ukraine có xu hướng chậm lại nhằm bảo toàn lực lượng và đó là quyết định đúng. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh, Ukraine còn lâu mới thất bại, còn quá sớm để đánh giá. Tôi nghĩ rằng còn nhiều trận chiến ở phía trước. Tướng Milly nhận định, tôi sẽ giữ quan điểm đã nêu trước đây, cuộc chiến còn kéo dài, khó khăn và đẫm máu. Tướng Melny cũng nói rằng trong cuộc phản công, Ukraine có một lực lượng dự bị có sức mạnh chiến đấu đáng kể vẫn chưa tham chiến. Aviapro đưa tin, đoàn xe thứ tư của tập đoàn quân sự tư nhân Wagner đã đến Belarus vào hôm 18 tháng 7. Theo các nguồn tin của Belarus, đoàn xe mới của Wagner bao gồm 70 đến 90 xe. Số lượng chiến binh Wagner ước tính có thể lên tới 1.000 người, nhưng vẫn chưa có thông tin chính xác. Cũng theo Aviapro, Ngày 19 tháng 5, đoàn xe thứ 5 của Wagner, gồm 90 đến hơn 100 xe đã đến Belarus. Đoàn xe đi theo lộ trình từ biên giới Nga-Belarus, sau đó chạy dọc theo đường cao tốc P43 và M5 theo hướng thị trấn Osipovichi về căn cứ của Wagner. Các phương tiện mang biển số của Cộng hòa Nhân dân Lugansk tự xưng và Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng. Một vài xe mang biển số của Nga hoặc không có biển số. Toàn bộ đoàn xe được hộ tống bởi Cảnh sát Giao thông Belarus theo báo cáo từ Bộ Quốc phòng Anh, nước này sẽ thay thế các đầu đạn hạt nhân như một phần của quá trình hiện đại hóa kho vũ khí hạt nhân. Hãng tin Ria Novosti dẫn tài liệu cho hay, chương trình thay thế các tàu ngầm hạt nhân xà cối bằng lớp Dreadnought vẫn còn hiệu lực. Báo cáo cho biết, để đảm bảo duy trì khả năng gian đe hiệu quả trong suốt quá trình vận hành lớp Dreadnought, chúng tôi cũng sẽ thay thế các đầu đạn hạt nhân hiện có. Theo Bộ Quốc phòng Anh, tàu ngầm và đầu đạn mới đều được thiết kế sản xuất tại Anh. Trung Quốc sẽ đi theo con đường riêng của mình để giảm phát thải carbon chứ không chịu tác động từ bên ngoài, đó là thông điệp được chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đưa ra khi đặc phái viên khí hậu Mỹ John Kerry kêu gọi phải hành động nhanh hơn để đối phó với khủng hoảng khí hậu trong chuyến thăm Bắc Kinh. Trong khi đó, hãng thông tấn Xinhua dẫn lời ông tập phát biểu tại một hội nghị quốc gia về bảo vệ môi trường, rằng cam kết của Trung Quốc với mục tiêu kép về carbon, bao gồm đạt đỉnh phát thải vào năm 2030 và trung hòa carbon vào năm 2060 là kiên định. Tuy nhiên, con đường, phương pháp, nhịp độ và cường độ thực hiện mục tiêu đó phải do chúng ta tự quyết định và sẽ không bao giờ chịu ảnh hưởng của người khác. Phát biểu lần này của ông Tập gợi ý rằng Trung Quốc không muốn bị thúc giục, bị gây sức ép nhất là từ Mỹ. Trước đó, ngày 18 tháng 7, ông Kerry gặp Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường và chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Đảng Cộng sản Trung Quốc Vương Nghị để bàn về chủ đề này. Trong cuộc gặp ông Lý, ông Kerry nhấn mạnh, sự cần thiết phải phi carbon hóa ngành năng lượng giảm phát thải mê tan giảm nạn phá rừng ông kerry cũng thúc giục trung quốc có những bước đi bổ sung để tránh tác động tồi tệ nhất của khủng hoảng khí hậu trung quốc và mỹ là hai nước phát thải khí gây hiệu ứng nhà kính lớn nhất thế giới vì thế bất kỳ nỗ lực nào nhằm xử lý khủng hoảng khí hậu cũng cần cả hai nước tham gia quan hệ mỹ trung đang ở mức thấp nhất trong nhiều năm vì hàng loạt mâu thuẫn từ địa chính trị đến thương mại và công nghệ tuy nhiên washington vẫn nói rằng hợp tác khí hậu với Trung Quốc là vấn đề riêng, tách biệt với những tranh chấp khác. Phát biểu trong một sự kiện mới đây, chỉ huy Bộ Tư lệnh Ấn Độ-Thái Bình Dương của Mỹ, Đô đốc John Aquilino cho biết, Triều Tiên đã phát triển công nghệ chế tạo tên lửa đạn đạo liên lục địa có khả năng vươn tới Mỹ. Tuy nhiên, Đô đốc Mỹ chưa thể khẳng định liệu các tên lửa nêu trên có thể mang đầu đạn hạt nhân hay chưa. Ông cho biết, để tích hợp được đầu đạn hạt nhân lên tên lửa, Triều Tiên sẽ cần kỹ thuật thu nhỏ đầu đạn, và hiện chưa rõ liệu họ đã đạt được khả năng đó hay chưa trong thời gian qua triều tiên thực hiện các vụ thử tên lửa với tần suất khá lớn trong khi mỹ và hàn quốc tiến hành các cuộc tập trận chung với các vũ khí chiến lược cả hai phía bán đảo triều tiên đều cáo buộc bên còn lại có hành động khiêu khích